Em thọ xong nhòm gửi lời chào tới tất cả các bác Ở với video này giới thiệu các bác mẫu nhòm sút tu Bản này bản ED thường Đấy, Kính ed thường các bác nhé Thì bao gồm hiện nay thì shop em sẽ có bản SUTU uh, Sút tu 10 x 42 Và sút tu 12 x 50 Thì như trên màn hình các bác đang xem Và với hai mẫu nhòm này Thì sẽ anh em săn nong Thì có thể sử dụng theo sở thích của mình Hoặc là theo cái nhu cầu sử dụng là Có thể là 12x hoặc là 10x trước khi vào video giới thiệu hai mẫu ống nhòm này anh em đang xem video cho số em xin được đăng ký kênh được chia sẻ cũng như là để mỗi khi số em lên các video mới thì anh em mình sẽ nhận được sớm nhất nhé thì trước tiên em sẽ giới thiệu qua về mẫu nhòm 10x42 đây là phân khúc có thông số là 10 x 42 vẫn là kính ED thường bao cho các anh em sử dụng là chống nước chống nước cho anh em khi sử dụng tất cả cái thân vỏ của em này thì cũng vẫn bằng hợp kim magie bằng kim loại anh em nhé thống lấy nét thì cũng tương tự thì cũng vẫn là lấy nét ở tại con ăn ở giữa đây và cái thị kính của em này là rộng 20 mm cốc mắt thì sẽ có hai nấc hai mức nấc cốc mắt lấy nét thì vẫn là lấy nét tại con ăn ở giữa đây và cái diode bên cạnh bên phải đây thì là nó cái, cái diode để hỗ trợ cho anh em nào mắt hai mắt mà sẽ không đồng đều nhau có thể là một bên mắt tám bên, bên mắt 10 hoặc là một bên 7 bên 10 chung là sẽ có một mắt yếu một mắt khỏe hoặc là cùng hai mắt yếu thì anh em sẽ sử dụng ở cái diode này diode vòng tròn to này nhé đó và hai bên tay nó sẽ có hai cái hai bên sườn này sẽ có hai tay đây Đó, hai tay này và nắp với các thứ là phụ kiện là sẽ đầy đủ như trên hình các anh em đang xem đây bao gồm sẽ túi này túi đeo này và hai là cái quay đeo quay đeo và túi này vẫn có quay đeo anh em nhé quay đeo này kia là của quay đeo của ống nhỏ để anh em mắc của hai bên sườn đây Đó, về nắp viết đầy đủ cho anh em khăn lau có cả riêng cái bộ của sút tu này khăn lau đều có cả anh em nhé khăn lau bên dưới đây Đó, có khăn lau có cả túi đựng ống nhỏ túi túi vải phụ tớ vải đựng để, để bao bọc phụ ở của, của ống nhòm này thì đây là ống nhòm có phân khúc giá hiện tại là số em đang bán giá 2 triệu 800 nghìn đồng bao ship và tận nơi cho anh em và được bảo hành trên toàn quốc cho các anh em là 2 năm và kèm thẻ bảo hành về cho anh em và trên thẻ bảo hành sẽ có địa chỉ và và, và số điện thoại của shop em nhé và tiếp theo nó cũng là mẫu nhòm 12x50 đây là cái mẫu nhòm có độ phóng to phóng đại hơn phóng đại hơn so với cả các mẫu phân khúc dưới đây là mẫu nhòm cũng cầm khá là khá là đầm tay trọng lượng của em này là khoảng 900 900 900 gam em nhé nó sẽ nhỉnh hơn so với cả cái mẫu này mẫu này khoảng 700 gam nhưng riêng cái em này nó sẽ thứ nhất là về cái thân đống của em này nó sẽ to hơn này thân đống nó to hơn thân đống to hơn là một và thứ hai là kính cũng to hơn này và cái thân đống nó sẽ dài hơn so với cả mẫu 8x và 10x cho nên là cái trọng lượng của nó sẽ nhỉnh hơn Đấy. nhiều anh em cũng hỏi mà tại sao cái phân khúc của này là nó cùng vẫn là kính ra đây thường tại sao đắt đắt vậy thì thứ nhất là về cái phụ kiện đi theo của ống nhòm này thứ nhất là về thân ống này thì anh em vừa em vừa giới thiệu xong thì cơ bản nó có nó sẽ to hơn rộng hơn và trọng lượng nặng hơn nên là cái cái cái, cái, cái phụ kiện để làm lên những cái ống nhòm này thì nó sẽ mất nhiều phụ nhiều phụ kiện hơn nên giá cả của nó sẽ đắt hơn và với em này thì shop em đang bán với giá là 4 triệu bao ship về tận nơi cho anh em vẫn chống nước và được bảo hành 2 năm phụ kiện thì cũng đầy đủ cho anh em như ở như cái phụ kiện của mới 42 với em này thì cái trọng lượng này thì với các anh em mà mắt yếu là một này thứ hai là tay run đặc biệt với anh em tay run là cũng cân nhắc và lưu ý là khi đặt hàng mẫu 12 x 50 với mẫu này sẽ không dành cho các anh em nào mà mắt yếu là một và thứ hai nữa là anh em tay run tay run càng mạnh thì nó sẽ rung hình càng cao nên anh em lưu ý khi khi đặt hàng 12 x 50 đó là hai mẫu nhòm của bên xe em đang đang có hiện tại về đang bán cho anh em và anh em đang có nhu cầu sử dụng mẫu nhóm 10x42 hay 12x50 thì liên hệ shop mà em cho số điện thoại ở em ghi ở dưới màn hình nhé Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau